Thời tiết khắc nghiệt là yếu tố khiến tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân mãn tính thêm trầm trọng. Trong những ngày qua, thời tiết rét đậm với nhiệt độ có thời điểm xuống dưới 10 độ C, các bệnh nhân có tiền sử mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có thể xuất hiện triệu chứng khó thở, ho đờm đục hoặc nhiều đờm, nếu không cấp cứu kịp thời, có khả năng sẽ ảnh hưởng nặng nề tới sức khỏe, thậm chí là tính mạng. Bệnh nhân phải được điều trị duy trì trong thời gian dài, kiểm tra, thăm khám thường xuyên và cố gắng không để xảy ra các đợt cấp tính thời tiết rét đậm rét hại cũng gây ảnh hưởng tới các có tiền sử tăng huyết áp dễ dẫn đến tai biến mạch máu não tắc mạch máu não dẫn đến đột quỵ rất nhiều bệnh nhân đột quỵ phải cấp cứu trong những ngày này khi nhiệt độ thấp bệnh nhân dễ bị tăng huyết áp đặc biệt vào các thời điểm như nửa đêm tối và gần sáng bên cạnh đó một trong những nguy cơ khác đến từ việc bệnh nhân bỏ hoặc dùng thuốc không đúng giờ thậm chí ngại đến bệnh viện khám khi có dấu hiệu bất thường do trời lạnh những lý do này vô tình khiến bệnh không được điều trị sớm từ đó diễn biến nặng hơn để hạn chế ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt đối với sức khỏe các chuyên gia khuyến cáo người dân cần đảm bảo ấm phần đầu mặt cổ chân tránh ra ngoài trời làm thay đổi nhiệt độ đột ngột dậy sớm hay thức khuya ngoài ra các gia đình nên giữ môi trường trong nhà ấm hạn chế gió lùa nhưng đủ thông thoáng sạch sẽ môi trường ẩm thấp có thể sinh ra nhiều vi khuẩn virus dẫn đến các bệnh lý liên quan đường hô hấp đặc biệt người mắc bệnh mạng tính cần duy trì uống thuốc đầy đủ và đúng giờ Việc trì hoãn hay dùng sai liều lượng có thể ảnh hưởng tới hiệu quả điều trị. Nếu có bất thường trong quá trình dùng thuốc, bệnh nhân nên nhờ sự tư vấn từ nhân viên y tế và cơ sở khám, chữa bệnh uy tín. Không chỉ người già, người có bệnh mãn tính bị ảnh hưởng sức khỏe, mà số lượng bệnh nhân trẻ em cũng tăng cao. Theo thông tin của các cơ sở khám chữa bệnh, đây là thời điểm lượng bệnh nhi đến khám chữa bệnh tăng cao, trong đó bệnh nhân nặng phải nội trú tăng nhiều hơn so với thời gian trước đó những căn bệnh phổ biến nhất khiến bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu trong thời gian này liên quan đường hô hấp gồm viêm phổi hen viêm phế quản v v để hạn chế ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt đối với trẻ em các chuyên gia khuyến cáo cần đảm bảo ấm phần đầu mặt cổ chân tránh ra ngoài trời làm thay đổi nhiệt độ đột ngột nguyên tắc giữ ấm cơ thể vào ngày rét đậm khí hậu khô và lạnh giá vào mùa đông gây ra rất nhiều vấn đề sức khỏe như ho cảm lạnh viêm phổi viêm phế quản cấp tính khi nhiệt độ giảm mọi người thường làm nhiều biện pháp để giữ ấm cơ thể tuy nhiên làm không đúng cách có thể gây hại cho sức khỏe mặc quần áo ấm phải đủ thoải mái mọi người thường nghĩ rằng khi thời tiết lạnh giá chúng ta phải mặc nhiều lớp quần áo với chất liệu dày dặn mới đủ ấm tuy nhiên đây cũng là quan niệm sai lầm quần áo với chất liệu len bông sẽ khiến mồ hôi không thoát ra ngoài được điều đó tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển gây ra các vấn đề về da thậm chí nhiều người còn mặc quần áo quá bó sát điều này có thể khiến bạn khó chịu không thoải mái thậm chí lạnh nhanh hơn trong nhiệt độ thấp các chuyên gia khuyên bạn nên mặc đồ hơi rộng, lỏng vì không khí giữa các lớp sẽ giúp giữ ấm cơ thể. Đặc biệt với trẻ nhỏ, mặc quá nhiều quần áo hay đội mũ khi ngủ là không cần thiết. Ngược lại, nó khiến nhiệt độ ở não bộ của trẻ tăng cao, ảnh hưởng hoạt động vùng thần kinh trung ương, gây hại cho các bé. Giữ không khí trong lành, không khí trong phòng kín cùng độ ẩm cao có thể dẫn đến nấm mốc, tạo điều kiện cho các chất độc tích tụ trong nhà. Chúng bao gồm các chất hữu cơ dễ bay hơi, bào tử nấm mốc, bụi, khói, virus và vi khuẩn. Hít thở không khí này trong thời gian dài sẽ không tốt cho sức khỏe. Nó có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ, đau đầu, có thể bị kích ứng mắt, mũi, cổ họng, dẫn đến các vấn đề thị lực, đường hô hấp. Ngoài ra, sử dụng máy sưởi cũng có thể gây cảm giác bí, khó thở, ảnh hưởng lưu thông khí oxy. Mặt khác, nhiệt độ phòng quá ấm, cơ thể khó thích ứng khi ra ngoài trời lạnh. Điều này làm tăng nguy cơ tê buốt, máu khó lưu thông, có thể gây hạ thân nhiệt đột ngột dẫn đến đột quỵ. Không lạm dụng đồ uống có cồn các chuyên gia cho biết việc sử dụng rượu làm mất tác dụng nhiều phản xạ lành mạnh của cơ thể nó làm giảm hiện tượng run rẩy khả năng cơ thể sử dụng khi phát hiện nhiệt độ lạnh ngăn ngừa tê cóng hoặc hạ thân nhiệt rượu có thể làm cho bạn cảm thấy ấm hơn nhưng nhiệt độ cơ thể thực sự đang giảm xuống các mạch máu giãn ra máu di chuyển đến gần bề mặt ra hơn điều này khiến bạn cảm thấy một cơn sóng nhiệt ngay sau vài giây uống rượu tuy nhiên khi máu di chuyển khỏi các cơ quan nội tạng nhiệt độ cơ thể của bạn sẽ giảm Ngoài ra, hơi ấm do máu dồn lên da khiến bạn đổ mồ hôi, càng làm thân nhiệt giảm đi. Người uống không nhận ra sự sụt giảm nhanh chóng này vì da của họ vẫn khá ấm. Điều này khiến việc uống rượu trong thời tiết lạnh càng gây hại cho sức khỏe. Thông thường, các mạch máu co lại khi nhiệt độ thấp hơn để đưa máu đến các cơ quan quan trọng. Rượu làm đảo ngược quá trình này, nó khiến cơ thể lầm tưởng là trời nóng, dẫn đến đổ mồ hôi phản ứng để hạ thân nhiệt. Kết hợp với các tác hại của rượu, chúng có thể gây biến chứng nghiêm trọng, ảnh hưởng nguy hiểm sức khỏe con người hiện tượng má ửng đỏ, đổ mồ hôi cho thấy rượu chắc chắn ảnh hưởng đến nhiệt độ cơ thể. Nhưng đồ uống có cồn không thực sự giữ ấm cơ thể, nguyên tắc khi tắm vào ngày rét đậm, vào mùa rét, sáng sớm, tối muộn là hai thời điểm không nên tắm bởi dễ gây cảm lạnh và nguy hiểm cho chúng ta. Tắm là hoạt động giúp con người thư giãn, tốt cho tim mạch. Tuy nhiên, tắm gội sai cách có thể khiến chúng ta gặp nguy hiểm, khởi động, làm ấm cơ thể trước khi tắm. Trước khi tắm dù bằng nước lạnh hay nóng, chúng ta cần khởi động, làm ấm cơ thể trong vòng người đến 15 phút. Điều này giúp cơ thể dần thích nghi với nền nhiệt độ lạnh tự nhiên, các khớp tiết sinh chất nhờn và tăng lưu thông trong mạch máu. Sau khi vận động nhẹ, bạn nên dùng khăn thấm nước rồi lau khắp cơ thể. Việc làm ướt tạo cảm giác thích nghi dần với nước, nhất là với người có thói quen tắm nước lạnh trong mùa đông. Trời rét khiến các mạch máu co lại, huyết áp tăng vọt, dễ gây tai biến. Đặc biệt là người già, trẻ nhỏ khi vừa ra khỏi chăn ấm. Tình trạng này dễ dẫn đến các biến cố như vỡ mạch máu não, đau thắt ngực nếu bạn tắm ngay cơ thể không kịp điều chỉnh nhiệt độ so với nước làm huyết áp thay đổi đột ngột kết quả là nạn nhân bị thiếu máu cục bộ trong mạch máu não dễ dẫn đến đột quỵ nhồi máu cơ tim không gội đầu bằng nước lạnh thời tiết lạnh làm co mạch máu dễ bị đông hơn có thể gây tắc nghẽn nước lạnh rội thẳng vào đầu sẽ khiến tình trạng trên thêm trầm trọng do đó các bác sĩ khuyến cáo chúng ta nên sử dụng nước ấm khi gội đầu để ngăn các nguy hại tới sức khỏe đầu là nơi có não bộ và nhiều dây thần kinh trung ương tiếp xúc nước lạnh đột ngột làm tăng trương lực giao cảm khiến nhiệt độ của da giảm nhanh kết quả nạn nhân bị tăng huyết áp điều này đặc biệt nguy hiểm với những người mắc sẵn các bệnh nền là cao huyết áp nhồi máu cơ tim người dân cũng không nên tắm muộn hoặc sáng sớm lúc nửa đêm là thời điểm nhiệt độ xuống rất thấp cơ thể con người theo nhịp sinh học cần được nghỉ ngơi sau một ngày hoạt động các cơ chế điều nhiệt của cơ thể gần như ở mức thấp nhất do đó việc tắm đêm đặc biệt ở nơi không đảm bảo nhiệt độ là điều nguy hiểm có hại cho sức khỏe không tắm lâu, tắm nước quá nóng hoặc quá lạnh, tắm nước quá nóng gây mất cân bằng thân nhiệt, mạch bị giãn quá mức khiến chúng ta dễ gặp tình trạng chóng mặt, choáng váng. Lượng máu đến tim, não giảm có thể là thủ phạm khiến nhiều người tử vong. Nước nóng già còn khiến da khô, nứt nẻ, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập. Thói quen tắm nước nóng kéo dài chủ yếu liên quan khô da, kéo theo các hệ lụy khác như nứt nẻ, chảy nước, mẩn ngứa. Vì thế nhiều người nên xem lại cách tắm hàng ngày, chảy nhỏ nên tắm nước ở nhiệt độ khoảng 37 độ C. Người lớn chỉ nên tắm nước ở độ mát nhất mà cơ thể có thể chịu đựng được. Nước tắm nên được pha với tỷ lệ hai lạnh một nóng. Ngoài ra, ngâm mình trong nước lạnh đột ngột cũng có nguy cơ dẫn tới nhồi máu cơ tim hoặc mất trí nhớ thoáng qua. Nếu có thói quen tắm nước lạnh vào mùa đông, bạn nên tắm càng nhanh càng tốt. Sau khi làm ướt cơ thể, dội trôi bụi bẩn, chúng ta ngay lập tức nên xoa xà bông, sữa tắm và rửa sạch bằng nước. Cuối cùng, cơ thể cần được lau khô và mặc đồ đủ ấm, ngồi trong phòng kín gió. Tắm xong bằng nước lạnh trong mùa đông nhiều người có cảm giác rét run. Khi đó, bạn nên pha trà gừng nóng để uống, kết hợp mặc đủ quần áo ấm, giúp thân nhiệt ổn định trở lại. Khi tắm trong mùa đông, chúng ta cũng cần che chắn kín gió, tuyệt đối không mở cửa sổ. Các bác sĩ khuyến cáo hơi từ nước nóng bốc lên kết hợp gió lạnh dễ khiến chúng ta bị cảm, thậm chí dẫn tới đột quỵ nếu nạn nhân đang sẵn các tình trạng sức khỏe. Chúng ta cũng không nên tắm quá lâu trong mùa đông. Thông thường, mỗi buổi tắm chỉ nên kéo dài từ 5 đến 10 phút tổng cộng trong điều kiện thời tiết vẫn có xu hướng rét đậm rét hại kéo dài như hiện nay bác sĩ khuyến cáo người dân nên giữ ấm cơ thể không ra ngoài trời lạnh vào ban đêm hoặc sáng sớm để tránh bị lạnh đột ngột chúng ta nên bổ sung các thực phẩm thức ăn ấm nóng giàu giá trị dinh dưỡng để có đủ năng lượng giữ ấm cho cơ thể tránh bị lạnh đột ngột